Indian, eh? Yeah. Thank you.
nhà ai đi? Bố mẹ đâu? Sao về đây nghỉ đất đi? Nguy hiểm lắm, không ở đây được. Sao lại về đây? Ô, con nhà ai đây rồi? Sao nghỉ đây? Nguy hiểm lắm, không ở đây được đâu. Đứa con à? Hả? Bố mày con đâu? Bố mẹ đi đâu rồi? Sao là con lại về đây chơi? Bố mẹ con đâu? Hả? Bố mẹ con đi đâu rồi? Sao ở đây? Sao về đây nghỉ đất nguy hiểm lắm? Bố mẹ con đi đâu rồi? Chiều xong tối là dọn hết. Tối là dọn hết đi. Không vướng mắc gì cả. Bà con nó đi lại. Rồi. Con đi học à? Thì con ai đi làm?
công việc này đi nhá. Đi ấy này phải giải quyết cho vào hôm nay. Hai gói kia, 8.000. Thank you.
không? Rút tới. Có ai không? Rút tới. Có ai không? Rút tới. Có ai không? Rút tới. Giúp chính nhất cái xe đấy đi. Kẹp chân chị. Để em. Chân chị có làm sao không đấy chị? Đi đâu về mà chị ngã này chị ơi. Đi làm về. Chân chị này có đi được không đấy? Đi được không? Đi. Chị về từ từ đi. Chị đi từ từ nhá. Đi được không đấy? Chị đi được mà. Bây giờ đỡ một tí rồi chị từ từ đi. Vâng, chị từ từ đi nhá. Ừ. Thế cảm ơn em nhá. Vâng. Không có em thì không có ai giúp chị ấy. Vâng.